Nay 25. 25 là tuổi gì? Dạ tuổi mùi anh. Tí, ôi tí sủ giật mèo thình tị ngon mùi. Em là Huỳnh Quốc Bảo, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em lên đây Sài Gòn sống từ bé. Hiện em đang làm họa sĩ thiết kế nội thất cho một công ty quảng cáo. Tới bạn gái. Huỳnh Vũ Viên, năm nay 25 tuổi, em đến từ Quảng Nam và hiện em đang làm nhân viên tại Viện Môi trường và Tài nguyên của Đại học Quốc gia. Mình giới thiệu một chút về bản thân mình, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Theo như mọi người nhận xét thì em là một người vui vẻ, hòa đồng, rất là lạc quan yêu đời. Đôi lúc thì hơi khó tính một tí xíu. Mình có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, trước giờ thì chỉ có một thôi chị. Chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ, được 3 năm rồi. Tại sao 3 năm này không có ai? Thì cũng tìm kiếm nhưng mà chắc có lẽ chưa tìm được duyên của mình. Rồi. Nãy bạn nói bạn bao nhiêu tuổi quên rồi? Dạ, em 32 tuổi. 32 tuổi là tuổi gì ta? Tuổi Tý. À tuổi Tý. Bên đây 25. 25 là tuổi gì? Dạ tuổi Mùi anh. Tý, ôi Tý sủ dần mèo thình tị ngon mùi. Hợp. Hợp đấy. Sao toàn coi coi thầy với coi bói không vậy ta? Bạn Nam thấy tuổi này phù hợp không bạn Nam? Dạ em thì không có đánh mạnh vào cái gọi là tuổi tác, em chỉ tính mạnh vào tính cách. Tính cách và cách sống của một người khác phái thôi. Em thích tính cách như thế nào? Ở bạn nữ thì em mong bạn ấy mạnh mẽ trong công việc. Vì tính của em là bên nội thất, em cũng có một xíu nào đó nó mang tính chất nghệ sĩ. Đâm ra nhiều lúc em cũng có hay gọi là bốc đồng đó. Thì em cần bạn nữ đừng có dịu dàng quá sợ. Nhưng mà bạn 32 tuổi rồi mà sao chưa lấy vợ bạn? Đáng lý ra thì em cũng tính là trong năm rồi. Nhưng mà sau đó thì có một số chuyện không vui nên em đã phải chia tay. Thế yêu người yêu đó bao lâu? Dạ cũng được khoảng gần 3 năm. 3 năm tính chuyện hôn nhân rồi mà tại lý do tại sao chia tay? Dạ thì bạn ấy muốn về quê của bạn ấy sống ở Quảng Ngãi mà em thì trong này. Hỏi bên kia có muốn về Quảng Nam không? Hỏi trước đi, khỏi mất công tốn 3 năm mệt lắm. Thì nếu lấy nhau thì em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Nếu được về Quảng Nam thì càng tốt. Đó, chết rồi. Nhưng mà em có thể sống ở đây được. Câu này được chứ không về Quảng Nam giống vụ kia nó mệt lắm. Em không thích diễn người phụ nữ. Thì cái môi trường em làm việc thì nó cũng khá va chạm. Đâm ra em sợ nhất là người phụ nữ đừng quá ghen. Đôi lúc em cũng phải đi công tác. Thì nhiều khi trong một số trường hợp đặc biệt thì em không thể bắt điện thoại được chẳng hạn. Ủa sao vậy? Đi công tác sao không bắt điện thoại được bạn? Ví dụ như trong lúc đó đi với các sếp hay các bạn đồ đó, mình đang trong quán nhậu hay đâu đó thì mình cứ bắt điện thoại liên tục thì hay bị phiền chị. Đúng rồi, có những lúc mà mình ngồi xếp mà mình bắt điện thoại hoài nó cũng kỳ. Ủa mà ngồi, ví dụ như đang ngồi họp hành trong phòng họp thì không nghe chứ sao ngồi quán nhậu thì cũng nghe được vậy bạn? Dạ, mấy cái đó thì có, nhưng mà trong một số trường hợp em hay để điện thoại trong ba lô không chứ em không bỏ vô người. Có em gì có đâu. Ghen không? Em có hay ghen không? Dạ, con gái thì phải ghen với chị. Em nghe anh nói vậy em thấy sao? Cái đó thì cũng tùy, ví dụ như trước khi đi thì ví dụ trước khi vào nhậu hay gì đó thì có thể báo em một tiếng. Dạ, còn sau khi nhậu xong thì nói thôi chứ còn em cũng không có là kiểm soát này nọ. Giờ anh thích ngoại hình của người phụ nữ như thế nào? Về bạn nữ thì bạn ấy cao khoảng 1m55 trở lên. Được chưa? Hơi mũm mĩm một chút. Thích mũm mĩm. Lý do thì sao thích mũm mĩm? Thì em ấy nói vui á là ăn mỡ vẫn ngon hơn ăn xương. Em cao như cao. Em phải chọc. Dạ có 1m50 rồi chị. Quan điểm này là hay rồi nha. Ăn mỡ ngon ăn xương cũng đúng chứ bộ, xương cặp cặp rồi cũng răng có gì đâu ăn, mỡ béo thơm. Bây giờ mình đặt tiêu chí mình muốn người đàn ông mình là người như thế nào? Cao thì được 1m7. Trời ơi, giờ mình có bao nhiêu mà 1m5 mà đòi 1m7 như vậy? Cải thiện nội giống chị. Người dạ em chờ anh. Chào em. Dạ lùng không được ha, có 1m5 mà đòi 1m7 rồi sao nữa, như yêu cầu nó vậy mà. Cao hơi to con một tí, đừng có bị mụn. Con trai thì nặng luôn. Rồi hết rồi. Cao nhiêu? Có 6 mét 8. Hả? Mét 8. Dạ trừ thêm 60 nữa đi. Chết rồi. Có tật xấu gì không? Cái mà em thấy em xấu nhất là đôi lúc em khó kiềm chế được cái cảm xúc của mình khi mà bị áp lực nhiều quá đó. Rồi em làm gì? Em lấy xe em chạy em vòng. Cũng đâu có hại gì ai đâu. Dạ nhưng mà lúc đó mà nếu mà gặp một người nào đó mà hay nói là mình dễ nổi luôn. Giống anh á. Bị khùng á. Không anh khỏi quảng cáo. Kiềm chế không có được. Thường thì hả? Chỉ là nói em phiền quá đi. Rồi cái đi. Quát tháo lên nằm ý không? Dạ nếu mức độ kiềm chế kịp thì chắc không tới. Không kịp là tới đúng không?
giống anh. Dạ. Nghệ sĩ đôi khi nó vậy đó chứ không có gì đâu. Đừng có lấy cái đổ vô cái nghệ sĩ, muốn làm gì làm. Khùng chịu khùng. Con 1m61 à. Thôi được rồi, muốn cải thiện nồi giống thì cho con uống sữa nhiều vô, tập thể dục vô. Giờ ăn uống chất dinh dưỡng nhiều vô. Đúng không? Cô bên kia dễ thương lắm. Vậy mình có đi với người thân không? Dạ em đi với mấy anh chị em đồng nghiệp chị. Chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh. Theo em nhận xét thì bạn bên đây cũng múp múp giống em, khá ok. Hai người cũng hợp, cũng nên tạo cơ hội để hẹn hò thử xem sao. Đúng rồi, nó xứng gì vậy, nó cũng đúng không, nó cũng trên lệch vậy là vừa rồi. Cũng dễ thương ấy, em có coi chuyện Doraemon không? Anh này cũng dễ thương. Ủa giống giống ai trong Doraemon? Anh không có túi thần kỳ. Giống chị em là được. Không, không tới cho em đâu. Seiko hả? Đỡ nhọn hơn Seiko chị. Không biết đó, em nói là cái sự múp múp như Doraemon. Hay là Nobita. Dễ thương à. Rồi, cảm ơn chị. Bạn trai thì sao? Mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ và em trai à. Cho con nói chuyện với cô xíu. Mặt mẹ phúc hậu ghê chưa? Đó, nói chuyện với mẹ đi. Chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, dạ con tự nói chuyện với mẹ đi con. Dạ, con chào cô. Dạ, cô thấy con như thế nào? Cô thấy con cũng được. Mặt con tươi tắn, vui vẻ. Dạ. Với lại so với con trai cô thì cũng thấy xứng. Cô có yêu cầu về con dâu tương lai không cô? Tương lai thì cô chỉ muốn là hiếu thảo với cha mẹ là được. Dạ thì nếu như cứ chồng thì con cũng xem ba mẹ chồng như ba mẹ của mình vậy á. Thì cũng chăm sóc, chăm lo cho gia đình của mình thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Bây giờ thì mình kéo màn lên. Kéo màn lên. Nào, 2 phút bắt đầu. Dạ em cũng lên. Không, cặp này là hợp lý rồi. Anh có một cuốn sổ tặng em để cái khi vui buồn em có thể ghi vào đó. Dạ em cảm ơn. Dạ. Tặng cuốn sổ vui buồn ghi vô đó rồi nè, đưa cho anh coi. Dạ, giấu đi lâu lâu em coi. Cái này phải giấu cho mình chứ anh. Cứ giả vờ dục ra đâu đó cho anh coi. Dạ, cái đó thì lỡ em ghi xấu anh thì sao? Thì cũng phải biết để anh sửa. Dạ. Thấy anh thế nào? Cảm xúc đầu tiên khi hai người gặp nhau cảm nhận như thế nào? Dạ thì ban đầu thì nhìn anh mặt không có mụn lắm hết rồi. Anh thích được sờ khuôn mặt. Dạ. Chiều cao thì nói chung không có như em nghĩ. Nhưng mà vóc dáng thì cũng gọi là dựa được. Tại vì em có muốn một bờ vai vững chãi. Dạ. Anh thấy em như thế nào? Em thì vui vẻ mà cũng đúc giống như anh. Dạ. Sở thích của bạn nữ là gì? Em thì thích được đi du lịch và em đang mong muốn là mình sẽ được đi Sapa trước khi cưới chồng. Đó, rủ đi, rủ đi Sapa. Anh Linh em cũng muốn đi Sapa, em chưa bao giờ được đi Sapa luôn, muốn đi chợ tình Sapa. Mang cho đi. Đóng thùng cho lên luôn. Thì đóng thùng mình lấy đi. Mỗi người một cái nói một cái gì đó rất là tình cảm. Tỏ tình với nhau. Thì anh chỉ muốn nói là nắm tay anh thật chặt, níu tay em thật lâu và dẫn em đi lên Sapa. Gặp anh thì hy vọng mà sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn để trò chuyện, để tìm hiểu hơn nhau kỹ hơn. Yeah. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò, tùy các bạn. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Rồi, nắm tay bạn gái đi. Cặp này xứng đôi nè.